Đây là quyển 2 này, nó có bùa qua lửa này, dùng như những nghi lễ giải oan thì không biết biết bác nó có dùng cái này không? Bùa nào nó cũng có ghi rõ đấy, trấn ở chỗ nào. Đây là bùa khai hỏa lộ này, bùa này qua hỏa này, qua than, nó hướng dẫn đã trấn ở đông tây nam bắc này. Cái này thì bình thường ít dùng, nhà nào nó bị chết oan thì mới cái này làm qua lửa. Nếu có thần chú này, thần chú đây, bên này thì nó có bùa an thai dành cho những chị em nào lúc mang thai người nó yếu hay bị động thai, dùng nó cũng ghi rõ hết bùa nào dùng như thế nào. Ví dụ cái lá này thì nó bảo là cái nhà có người mang thai, nhà động thổ sợ động thai thì dùng cái bùa này, giấy vàng viết chữ đen. Đây, bùa này cũng thế, động thổ nên đây cái bùa này nhá. Cái bùa này thì để trên đầu giường, giấy vàng chữ đen này, rất là nhiều bùa, một quyển nó tầm gần 100 loại, các loại tùy mình sử dụng, do nhu cầu mình sử dụng loại nào thì mình có cái la đấy.